Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thí sinh trúng tuyển vào sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phải có điểm trung bình từ 9,76 điểm một môn trở lên. Sáng ngày 18 tháng 8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Chính quy phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên giao động từ 22,69 đến 29,3, cao nhất là sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử. Như vậy, thí sinh trúng tuyển vào sư phạm ngữ văn và sư phạm lịch sử phải có điểm trung bình từ 9,76 điểm trên một môn. Các ngành có điểm chuẩn cao kế tiếp là sư phạm địa lý 29,05, sư phạm lịch sử địa lý 28,83, giáo dục đặc biệt 28,37, giáo dục quốc phòng và an ninh 28,26. Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 18,3 đến 28,4. Ngành sư phạm lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất. Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh khoảng 4.400 sinh viên bằng 5 phương thức tuyển sinh. Trước đó, nhà trường đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực năm 2024 do trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Với điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực, ngành sư phạm lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,3 trên 30, tổ hợp 2 môn lịch sử ngữ văn 25,68 điểm, tổ hợp lịch sử tiếng Anh. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành sư phạm công nghệ, tổ hợp toán vật lý lấy 18 điểm. Đối với các ngành đào tạo ngoài sư phạm, điểm chuẩn dao động từ 18 đến 25,25 ,25 điểm. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2024 cao nhất với ngành sư phạm ngữ văn và lịch sử. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024, theo đó hai ngành dẫn đầu về điểm chuẩn ở mức 28,83 là sư phạm ngữ văn và lịch sử bám sát nút về điểm chuẩn với hai ngành trên là sư phạm lịch sử địa lý với 28,42 điểm. Các ngành sư phạm khối tự nhiên có mức điểm nhẹ nhàng hơn, điểm chuẩn sư phạm toán học cao nhất với 26,83 điểm, sư phạm khoa học tự nhiên lấy 25,57 điểm. Các ngành đào tạo cử nhân ngoài sư phạm lấy điểm chuẩn từ 18 đến 26,68 điểm. Ngành quan hệ công chúng lấy 29,1 điểm, trung bình 9,7 điểm mỗi môn, cao nhất trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo công bố từ chiều ngày 17 tháng 8, điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội từ 26,73 đến 29,1, ba ngành trên 29 điểm gồm báo chí, quan hệ công chúng và Hàn Quốc. Quan hệ công chúng có điểm cao nhất, 29,1 ở khối C00 Văn Sử Địa. Mức này cao hơn năm ngoái 0,32 điểm. Hai ngành Hàn Quốc học và báo chí có điểm chuẩn lần lượt là 92,05 và 29,03. Các ngành còn lại lấy đầu vào phổ biến khoảng 27,38 đến 28,83 điểm. Năm học 2024-2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 2.300 sinh viên cho 28 ngành đào tạo bằng 6 phương thức. Phương thức mới so với năm ngoái là xét chứng chỉ ngoại ngữ, kết hợp điểm thi tốt nghiệp, các phương thức còn lại gồm tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét chứng chỉ quốc tế, điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Học phí trường gồm 3 mức từ 15 đến 30 triệu đồng. 6 ngành có học phí cao nhất là báo chí, tâm lý học, quốc tế học, quản trị khách sạn, quan hệ công chúng, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. 5 ngành có mức thu 25 triệu đồng một năm là khoa học quản lý, Đông phương học, quản lý thông tin, quản trị văn phòng, văn học. Với 17 ngành còn lại gồm 9 ngành khoa học cơ bản, trường thu 15 triệu đồng, điểm chuẩn trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội năm ngoái khoảng 20 đến 28,78 điểm. 5 ngành trên 28 điểm gồm quan hệ công chúng, báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học và tâm lý. Ngành quan hệ công chúng có điểm cao nhất 28,78 ở khối C00 văn sử địa. Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai là báo chí và Đông phương học cùng 28,5 điểm. Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Quốc dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Theo thông báo của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, điểm chuẩn cao nhất là ngành Quan hệ công chúng với 28,18. Các ngành còn lại đều không dưới 26,57 ở thang 30. Ngành Quan hệ công chúng lấy cao nhất với 28,18 điểm, kế đó là Thương mại điện tử 28,02. Đây cũng là hai ngành lấy điểm chuẩn trên 28, còn lại đều từ 26,57 trở lên. Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp tùy ngành và đã cộng điểm ưu tiên nếu có. Với thang 40, ngưỡng trúng tuyển cao nhất là 37,49 tại ngành truyền thông marketing, nhiều ngành khác lấy điểm chuẩn trên 36 là quản trị kinh doanh thương mại, thẩm định giá, quản trị khách sạn và sự kiện. Thấp nhất ở nhóm này là ngành kỹ thuật phần mềm với 34,06. theo các chuyên gia, điểm chuẩn tăng do điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao hơn, số lượng thí sinh tăng trong khi chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển theo điểm kỳ thi này lại giảm. Công bố điểm chuẩn của các trường đại học cho thấy điểm chuẩn năm 2024 tăng mạnh so với năm 2023 ở hầu hết các ngành trường và lĩnh vực, trong đó có những ngành tăng đến gần 5 điểm. Theo các chuyên gia, điểm chuẩn tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó các nguyên nhân cơ bản như điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng và số lượng học sinh đăng ký xét tuyển đại học cũng tăng so với năm 2023, dẫn đến nguồn tuyển dồi dào hơn. Cụ thể, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có hơn 733.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng sư phạm mầm non trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ, tương đương 68,5% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng 73.000 em so với năm 2023. Về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, phân tích trên dữ liệu điểm các môn thi cho thấy, tỷ lệ thí sinh đạt điểm giỏi, tức là từ 8 điểm riêng môn ngữ văn tính từ 7 điểm so với đặc thù ở hầu hết các môn đều tăng so với năm 2023. Đây là xu hướng diễn ra ngày càng mạnh ở nhiều trường trong những năm qua khi trường được tự chủ tuyển sinh. Mới đây nhất, trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố năm 2025, trường chỉ dành 15% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, trong vòng 5 năm gần đây, tỷ lệ chỉ tiêu trường dành cho phương thức xét tuyển này đã giảm rất mạnh từ hơn 70% xuống còn 15%. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, hiện các trường có hơn 20 phương thức xét tuyển khác nhau, trong đó phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm khoảng 65% chỉ tiêu đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết việc xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông giúp giảm tốn kém cho xã hội đặc biệt là giúp cho học sinh vùng sâu vùng xa vùng khó khăn không có điều kiện đi lại hay tham gia vào nhiều cuộc thi khác nhưng vẫn có cơ hội xét tuyển đại học vì vậy thời gian tới bộ sẽ đề nghị các trường tăng chỉ tiêu cho phương thức này